nay dần cháu nè, đi con đường khác đi con, đi đấy, con dòm chó sủa hả? Chó nó sủa con đó. Sáng nghe chó sủa chứ. Đi đi. Ông chó sủa, người ta Em đi á, ông dẫn chó dẫn cháu đi đường sủa, dòng con chó. dẫn con chó sủa đã. Cho sẽ sửa đừng rồi đó, chó nó trong rào đâu có ấy. Con chó Đường này đường khác nè, ở đây đường lộ giống hồi chiêu với cái bàn cờ vậy. Lộ xe làm vuông vuông vòng 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 vòng. Cháu tôi có bông nè, bông đẹp rồi con, có bông này, bông đẹp thấy chưa? Đường này thì ta ít trồng bông hơn. Cháu đang đi tập thể dục, chiều chiều với cháu bắt đầu đi chơi tập thể dục, đi bộ một vòng nha, cứ gần một khoảng gần 2 cây số. Cháu giờ người ta đang cắt cỏ, đi con, đi con, đi anh, đi con, đi con, đi anh. Xa xa có người dẫn chó đi dạo. Con đường này thì cây lớn nó nhiều. Ngã tư cái xe cái họ có để cái bảng stop sign, để cái bảng gì là xe nó phải dừng lại rồi sau đó thì mới không có xe mới đi qua được. Đừng đi con, đi với anh, đây là trụ nước để cứu quả. Họ có dựng cái cây lên để tuyết mà nó có cao lên thì họ biết đây là cái trụ cây màu đỏ. Bãi đậu xe là như công viên họ trồng cây. Cháu đang đi 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 tới ra đi nữa đây trời, trong này không có xe, ông nội dẫn con vô đây là an tâm không có xe. Cháu đang giỡn. Đi để nó đi rồi đã thôi, đi theo nó muốn không kịp luôn. Wow, khu này nè đó, dãy nhà mỗi bò hôm dãy nhà là rẻ tiền, dãy nhà mỗi bò hôm. Ở thì yên tĩnh nhưng mà con cái loại nhà này nó rẻ tiền, cái họ làm cái nhà sẵn rồi cái lại thuê miếng đất, mua cái nhà sẵn thuê miếng đất cái để làm cái nền để lên ở. Hàng tháng họ phải trả tiền thuê đất nhưng mà tính ra nó rẻ hơn đó, thuê chung cư dãy nhà mỗi hôm. Nghe họ nói hàng tháng trả khoảng 300 đồng, 300 đồng tiền thuê đất. Này đi chậm chậm con, chậm 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 chậm, ông nội chờ vợ ông nội hả?
À, chỗ này tối hả? Cháu nói chỗ này tối quá. À, con chim kìa. À, chim trước kìa. Nè, chim này con lại gần nó bay à, đéo nào quay nó. Sao con thấy cái gì đây? Cháu đây. Đừng 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 ra ngoài xe, không đứng ở trên này đi. À, dẫn cháu cho cháu. À, dẫn cháu cho cháu coi xe lửa nè. À, đường ray xe lửa này còn đang hoạt động. Nhưng mà cái họ chở đồ đi liên bang. Còn đang họ đang đang hoạt động. Để ông nội nó có thấy là con qua đây nè, con dòm này nó dài thòn nè, thấy không, nó to, nó dài thòn nè, đi qua đây được không? Đứng này nó dòm, mình qua đây dòm thấy nè, nó dài thòn, thấy không, nó sẽ lửa ha. Dài 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 trước bên kia luôn. Vậy cháu. Xe lửa. Này là bán top size nhưng mà họ chấp nhận cho quẹo tay mặt, không có dừng lại, nếu đi thẳng là phải dừng lại. Xe đó cơ. Nè, bên đây nè, đường đây xe lửa đó. Cái chừng té rồi đó. Cao quá chừng té. Tay mặt thì họ đi luôn. Ôi chị, đây là bụi trúc. Trúc bên đây mùa đông nó cũng sống. Nhà nó xuống đây nguyên dãy này, bụi trúc họ trong trúc mùa đông nó sống được qua mùa đông. Cháu nhìn chút. Đâu có dám đi cho cháu đi ra ngoài. Đó. Đà, đi đi ông nội dẫn lên đi. Thấy không? Thấy rồi chút. Chim. Chim nó kêu đó. Đó chút rồi. Bộ chút vậy, chút ở trồng dài làm cái hàng rào. Dài thọn đấy chứ. Ở trong đó có con rắn đó. Con chim nó kêu. Chút nữa đâu ở trong xuống đó có con coi rắn. đẹp đó. Đó, chút. Bên lộ bên thì nó cây cổ thụ, còn bên đây họ trồng chút. Dẫn cháu à. Nó đi vòng đường này vậy, sắp sửa một tí xíu nữa nó ra chút người còn non. Chút còn non. Chút gì đó họ trồng vậy đó, họ để làm như đây như đóng rừng rừng luôn. Đã hả, nguyên cái này một chút nè, cho đứng đây đi ông nội, vậy chưa à, đứng đây à, đứng đây cho dừng xe coi, đi đi vô à, xe ở đây cũng có bầm à, nè, đứng đây
cháu tôi nè, đâu có dám hay coi là cận cảnh nè, đâu có dám bỏ cháu đi mình, xe nó chạy đi từ giờ mà chưa hết cái rừng trúc nè, rừng trúc là như cái rừng luôn nè. Con đường này không có ít có người đi, phía trước bông hoa dại chim nó bay này, nhà này những cái đồi, cái đồi như trên cái đồi đồi chút đi xa rồi. Phía trước ở ở phía trước là ra đường, ra đường market, đường này là đường chính, nó lưu thông chính từ cái quận này qua quận khác. Hôm qua qua này nó mọc tự nhiên, không ai chăm sóc hết trơn, lên gì đâu ai chăm sóc đâu, nó bỏ đại đi phản đường, phản đường xa rồi. Bữa nay đi đi bộ hơi xa nhà dữ lắm rồi, dẫn cháu đi chơi, cháu thích đi bộ gì đó nè, đây không à, có chim đậu đó, chim đó bay nó hình như này là nó bọc tự nhiên đó, con này không phải người ta trồng trên cái đồi vậy đó, người ta nó mọc tự nhiên, đẹp không, hôm qua đẹp không, cầm cái điện thoại mình quay rồi đó, đó nó đi cái nó rung máy, nó không hình ảnh nó không đẹp lắm. Đây ra tới lộ rồi, ra tới lộ xe, lộ chính rồi đó. Xe tốc độ xe nó nhiều rồi đó, ô tô chạy, ô tô chạy tốc độ còn hơi xe hơi nữa. Ô tô bên đây họ để cái bô cho nó nổ lớn vậy cho xe hơi biết, nổ lớn lên cho xe hơi biết là có xe mô tô, để họ mà họ đề phòng, họ tránh ít bị tai nạn. Yeah, tới đường Ma Kịch rồi đây, tới đường Ma Kịch nè, bán Ma Kịch nè, cũng tối không thấy hơn hai cái trụ nhà bên ta, yeah, đường Ma Kịch bây giờ thấy cháu đang ở đường Ma Kịch tới đây, cháu đùa xa xa là cái cây sẵn ở phía trước, lựa xe cho nó đông hả, nó chỉ tớp sai cái xe đậu lại đó, thì tớp sai cái xe đậu lại nhé, đèn đỏ, đèn đỏ cái xe rồi, giờ đèn xanh cho chạy rồi, đó, mô tô họ chạy hết chứ sao, thời sự tí xíu thôi, bye bye mọi người. Yeah, đi bộ mệt rồi, trên đường về nhà nè có tảng đá này cháu lên chỗ ngồi đó, trên đường về nhà đó cái tảng đá mà nó có cái nó giống hệt như cái
cái băng ngồi á. Con không có công viên nhỏ. À, cháu rồi đi công viên. Có mỗi chân chưa? Mỗi chân. Con chưa mỗi chân. Không. Cháu còn muốn đi chơi tiếp. Con không coi công viên nhỏ, con muốn coi công viên lớn. À, ở đây là cái có cầu thang nè, họ bắt anh đi. Ở trong đó là có mấy cái ngôi nhà mà của cái gì kêu bằng cái gì người già ở dưỡng lão hả? À, trong đó có công viên đó, công viên cô gốm mà dưỡng lão. À, ở trong đó có công viên mà giờ dẫn con vô đó chơi đâu có được. À, ngày mai mai nội dẫn con đi. Đường về nhà đây, đây đi thẳng lên chỗ quẹt mặt rồi tới nhà. Thấy cháu ngồi tảng đá hả? Đá hả? Tảng đá là tự nhiên nè. Hả? À, quyết chưa? Ngồi cái là xíu băng ghế. Dạ. À, dạ. Rồi hết mệt chưa? Đi về, hết mỗi chân chưa? Đi về được chưa? Đi tiếp không? Tiếp. Hai gò má của cháu rồi đổ.